Với hơn 28.000 hecta rừng nằm trong khu vực biên giới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Uyên, huyện Chư Rút là một trong những đơn vị có diện tích rừng được giao quản lý bảo vệ lớn nhất trong các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Với trách nhiệm được giao, việc giữ vững màu xanh cho những cánh rừng nơi tuyến đầu Tổ quốc luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong những năm qua. Công tác tuần tra, kiểm soát, đánh giá hiện trạng rừng luôn được đơn vị thực hiện thường xuyên và liên tục. Theo đó, các kế hoạch nhiệm vụ cho các trạm chốt quản lý bảo vệ rừng của đơn vị được xây dựng và triển khai cụ thể theo tuần, tháng đã giúp từng cán bộ của công ty xác định được nhiệm vụ của mình, từ đó giúp việc quản lý bảo vệ rừng được tốt hơn và khoa học hơn. Hiện tại công việc rất là khó khăn, nhưng vì cái công việc của công ty giao cho thì toàn thể anh em trạm thì cũng phải cố gắng phấn đấu để hoàn thành cái công việc và được giao, chủ yếu là cái công tác quản lý rừng để làm sao cho người dân cũng như không có ai vi phạm đến cái phá nương làm rẫy cũng như là cái khai thác lâm sản trái phép. Hiện tại đấy, thế là trong năm nay cũng như mọi năm về trước đấy, hiện tại bây giờ cái công tác quản lý rừng của công ty rất là tốt, gần như là không để ảnh hưởng đến cái về khai thác lâm sản cũng như về cái nương rẫy ở trong cái lâm phần công ty giao cho. Điều đáng ghi nhận là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Uyên là một trong số ít các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh nhiều năm liền không để xảy ra tình trạng phá rừng và lấn chiếm rừng trái phép. Số diện tích rừng phân bố nằm dọc theo tuyến biên giới phía Bắc của tỉnh, tập trung chủ yếu tại xã Đắc Uyên, huyện Chư Rút. Mặc dù diện tích rừng được giao quản lý lớn, địa hình khó khăn, phức tạp, tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm được giao, các cán bộ giữ rừng nơi đây luôn vượt qua mọi khó khăn, bám trụ nơi biên giới để giữ vững màu xanh cho các cánh rừng nơi đây. Lực lượng bảo vệ rừng thì nhiều khó khăn lắm. Thì cơ bản cũng là bên chỗ đại diện bên công ty rồi tổ chức công đoàn cũng vào động viên anh em. Đấy, cố gắng túc trực, tăng cường tuần tra kiểm tra. Hai năm nay là tiến bộ rõ rệt, từ nước mẹ năm nay là hoàn toàn là kiểm soát được rừng. Hiện tượng lâm tặc đi vào khai thác gỗ là hầu như là không có. Tương tự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành Đai biên giới được giao quản lý bảo vệ 9.864 ha rừng và đất rừng. Trong đó, diện tích đất có rừng là 8.555 ha, nằm dọc theo tuyến biên giới giữa Đắk Nông và tỉnh Mudukiri, Vương quốc Campuchia. Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác quản lý bảo vệ rừng gắn với bảo vệ an ninh biên giới. Thời gian qua, Ban Quản lý đã thực hiện công tác ký kết phối hợp với chính quyền các địa phương và các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn để tham gia công tác tuần tra bảo vệ rừng trên lâm phần đơn vị quản lý. Theo đó, thực hiện quy chế đã ký kết, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành Đai biên giới phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức được gần 30 lượt tuần tra kiểm soát diện tích rừng phòng hộ dọc tuyến biên giới. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng cho người dân vùng biên giới. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn lâm phần các đơn vị quản lý bảo vệ không để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép. Thường xuyên là phối hợp với Ban Quản lý rừng hộ là tiến hành tuần tra bảo vệ rừng. Đấy, chúng tôi ở không những ở trên biên giới mà trong nội địa chúng tôi rà soát tất cả các cái hoạt động của các cái đối tượng. Đấy, chúng tôi một là chúng tôi tiến hành các cái công tác tuyên truyền, công tác vận động đưa các cái đối tượng thường xuyên có cái những cái biểu hiện, có cái dấu hiệu mà vi phạm pháp luật về vấn đề rừng thì chúng tôi tổ chức là các cái biện pháp tuyên truyền và ngăn chặn. Trong các năm qua thì ngoài lực lượng quản lý bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị và kết hợp các lực lượng chức năng như hạt kiểm lâm và dân quân các xã cùng tham gia cái tuyến biên giới này bảo vệ chung. Nhưng mà đặc biệt là cái lực lượng biên phòng là rất là hỗ trợ trong vấn đề là quản lý bảo vệ rừng tuyến biên giới. Của lực lượng quản lý bảo vệ rừng chúng tôi thì cũng phải là nắm rõ là cái nhiệm vụ trọng tâm như thế, chúng tôi cương quyết sẽ giữ được cái rừng hiện có này và cái khu vực Vành Đai biên giới nó ổn định. Trong hành trình gìn giữ lá phổi xanh nơi biên cương của Tổ quốc, những khó khăn vẫn còn không ít, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò nòng cốt của các đơn vị chủ rừng. Nhưng trở ngại đang dần được tháo gỡ với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và người dân khu vực biên giới. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu,
để những cánh rừng nơi phên dậu Tổ quốc mãi xanh.